Ok, hello, xin các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với mình là... Đấy này, oh, no, tui rừng đấy. Ok, hiện tại chúng ta đang ở không cấm cho bạn như... Đấy, đấy, em biết sao mình ở trên sông ăn đi rừng không? Đây... Vì Garena vừa ra thêm hai cái cung mới nên mình đã chơi giao án. Ta-ta-ta-ta. Chỉ có 4 cái cung luôn. Đấy, thông thường chỉ có 1 cái cung đúng không? Mà là có 4 cái cung luôn, nó máu. Ghê gớm kìa. Ây à, khinh thường giao án bóp bóp của anh à. Đừng đùa, full cung đây, full cung đây. Có thằng nào tranh giật thủ lao cả. Mình sẽ chiến từ thằng 1, cái đi. Ây à, ok. Đấy, nó khinh thường mình đi. Mình không phải là bị khích thợ để thể hiện sức mạnh của giáo án John đi rừng 4 cái cung đấy, gọi là gần full cung, phải cho thêm cái thánh kiếm với cả ấy, nó bắn cho nó đau cái giày kia, chạy cho nó nhanh nhưng mà đi farm cho nhanh. Ok, anh xem giáo án top John đi rừng đây. Ấy à, 2AT à. Thực ra hiện tại mình đang có rất nhiều giáo án top trong cái trang bị của mình, chẳng hạn như là Avudin full đạn nhưng không lên full chí mạng. Cái gì nhỉ, cờ di xích tàng hình sao bắn nhau bọn AD đấy, cái gì nhỉ, wow, một anh Van Heo thân thảo bậc S luôn kìa, còn có cả 2AT siêu cấp đẳng cấp VIP Pro đi phụ trợ đấy, gọi là đi support. Mình lần này đã chơi zombie rừng, một cái giáo án rất là hợp lý của mình. Mình nghĩ nó sẽ rất là khỏe đây vì có 4 cái cung cơ mà, zom lại còn cầm cung nữa thì hết nước chấm. Đúng quá là điều bình thường luôn. Tìm bạn có cờ đi lắc đi rừng, mình thì sẽ mình không sợ con cờ đi lắc lắm vì căn bản con này ao mới ta rồi tuổi nhá, tuổi ngay, mình chỉ cần đứng sau mình xả chịu chiêu thôi. Chưa nghe giáo, tất nhiên là thanh niên Văn Heo chưa nghe giáo án. Chào mừng đến zombie đi rừng phút đấy, việc đầu tiên của zombie rừng chắc chắn là kiểu gì cờ đi lắc cũng qua đây nó đập cho mình xem vì nó mạnh mà, nó là sát thủ mà. Đổi sông lên team bạn là mít lấy thì mình không sợ, mít lấy. Hello, hello Ampai. Wow, anh Van Heo, anh đi ơn cờ, thật là tội nghiệp cho anh Van Heo. Ok, hello anh nhá, em đi rừng đây. Anh canh hộ em cái hỗ trợ tôi với. Đấy, sởi à. Bắn lấy nội tại thôi. Zom phun cung siêu khỏe à, úp bắn lên em ạ. Ok, ok. Chú ý, phe tay. Bắn nó phải chất như thế nhưng mà. Ok. Rồi, được rồi. Nhìn một mùa xanh nhá. Nhìn cái mùa xanh nhá. À đây, bắn. Ui sởi, quá là điều bình thường luôn. Rồi, giáo án đi rừng của mình rất là uy tín đây em ạ. Nó giúp các bạn tăng uy tín đây. Nhưng mà anh em tốt nhất là đầu game chơi giòn đi rừng thì mình farm. Ây da, bắn gì rồi, chết nào rồi. Đấy là gì, đầu game đi rừng thì đi farm thôi. Đấy, tại sao chúng ta lại chơi giòn đi rừng? Vì giòn đi rừng ấy đầu game con giòn. Nhưng con AD đầu game rất là yếu nên là. Ây da, con chọn. Nhật. Ok, xịt rồi. Ok, bắt đầu có chí mạng rồi đây mà. Phải lên được cái đồ đi rừng đã rồi mình hẹn bắn nhau. Ok, nó đang quét chúng mình rồi. Ô cô quá, ái à, chị rồi. Dạ rồi, nó qua nó ganh mình nhưng mà chẳng phải ganh mình. Em xin lỗi. Mày láo à mày, láo này, băng trụ, băng thế đàn này. Nhờn này, đi sâu quá anh ấy ạ, à, đi sâu quá. Ôi bạn ơi, này thì đầu game qua đánh Arun team anh à, không có dễ đâu. Thằng Greenax giờ đang đứng ở đây này. Ok, xin lỗi đại ca, mình hết chiêu ấy rồi, cố lên, cứu Quy. Mình hết chiêu 2 rồi, mình nhớ tay mình bắn chiêu 2 nữa, nhưng mà thắng lại chiêu 2 Ok, ui, chưa gì đã hỗ trợ được 3 rồi, thiệt quá, thế mới nào hả? Ok, lại ngược đầu. Thế chứ lại mình lên cái giày Hermes này để chạy cho nó nhanh. Biết đâu gọi là bị chúng nó đánh. Anh A Thút được cây kiếm nhựa. Câu chuyện A Thút và cây kiếm nhựa anh em ạ. Chưa hay là ai nữa. Ái nhà con cây năng chết rồi. Rút lui. Cái ăn này. Ok, xin nói nhá. Hay, bạn nào hay. Còn chỉ mình bạn nào đúc bằng kiêu luôn. Quá ghê gớm. Đấy, cứ từ thôi. Đầu game chơi nhau vội anh em ạ. Đấy, cái dao ăn top này của mình thì chúng mình bạn nào thôi.
xuống. Ui rồi, mà không làm được gì nhưng mà buồn quá. Anh Văn Heo toàn bị con cờ đi nắc nó hài như thế này, tí mình làm sao mà sống được đây ta. Con cờ đi nắc đầu game nó hơi yếu một tí nhưng mà ok rồi nha. Chúng ui giời, quá là điều bình thường luôn. Ok ok, đầu game đi farm một bản ra, chỉ được 300 bản. Cần kiếm được cái đồ đi rừng đã. Này không kiếm được, không kiếm được. Rồi. Đầu xuống phê. Phê đấy. Ok. Super Rhino. Ok lên kia. Lên cái giày này. Tiến công giày này thôi. Chưa lên đồ. Chạy xin nhầm bắn nhau rồi. Chỉ mình đi ăn con dầu thôi bạn. Tui ăn, thằng tui ăn nó ghét. Ui chết dở rồi. Đúng rồi. Mình có... Wow. Anh em đầu game giao tranh ít thôi. Giao tranh ít thôi. Nhau nhờ là tí nữa mình tập trung sát giao tranh. Đấy bắn bắt đầu đầu ấy tạp chúng sát thương anh em ạ. Đấy người ta gọi là tạp chúng sát thương. Tu Len em xin lỗi. Đầu game bắn trái đầu gì cả. Chị ạ. Mấy con này. Để tôi đấm cho mấy phát ấy. Qua đây thế nào. Ok. Mình sẽ lên cái lúc này mình sẽ lên cái giày hơi mét thôi. Tạm thời mình chưa cần đam. Đầu thằng nào đầu game mình cũng có bắn nhau đâu. Bắn luôn. Ây à. Con này ra để đầu kìa. Bắn chạy. Ui quả này có xe lính rồi. Láo này, láo này, thằng này láo này, láo này. Nó đi này, nó đi này. Nhân, nhân, bất ngờ chị em trai Ubi the Quantum New. Ok, ok. Xinh, xinh, xinh. Ôi, giời ơi, chưa có chí mạng anh em ạ. Mình thiếu đam chí mạng. À lên, lướt cho ai lên. Ui, đừng để thằng Greenuck nó chạy như thế chứ. Ui, giời ơi, nó Greenuck nó chạy chứ. Anh thút kiếm nhựa, anh giúp em cái, đúng rồi. À thút kiếm nhựa, anh ơi, trời ơi, để nào đây kìa. Rồi, nào, mình sẽ lên cái cung khắc nữa rồi. Cung sạc cái thần cung, thằng nào. Ok, ok. Đán top top này đi farm rất là nhiều, mà đồng đội chả giúp đi farm gì cả. Đúng là bất công. Một đời bất công, mình sợ là một đời thằng thẳng. Chú ý phe ta, Arthur. Rồi đánh đi em cũng ăn kill đấy, nó phải thế chứ. Tuyệt quá, thế mới là hắn chứ. Đúng rồi. Hấp thiêm anh ấy đi, đúng rồi. Wow, hay lắm, đúng là con trai ta. Chú tưởng anh hết đấy rồi á? Không bé ơi. Tập hợp, ấy là chà. Thằng quá nhờ. Anh cờ di nắc láo bét. Rồi, anh em lên giúp đi. À thuốc chưa gì đã yêu máu nó chạy về rồi. Ok, đây mình sấy như thế, đau thế nhưng mà hai da tê nó khỏe quá. Tập trung sức giao tranh. Á đù thì đang chết chết nhờn. Ok nhờn chết. Lao tôi ăn nè. Nó phải không phải KS đâu bạn ạ. Mà là phải biết chơi. Giữ lại cho ai liếm anh em. À đời mình không biết gì đâu nhá. Mình biết gì đâu. Ai biết gì cũng liếm đâu. Ai biết gì về cũng liếm đâu. Anh lên băng trụ luôn, nhờn đấy, đứng đây anh xả chiêu một bắn nó người, à chiêu hai nhỉ. Ok, dọn đi. Đây, nhắm công ty bằng nó chạy, cho bọn này chạy hết đang tới. Để show mà nhờ mày. Nhờn. À, con này già hả? Con này già ấy ạ, lại. Này, không được các bạn. Nhờn, quá ghê gớm. Ui. Trời ơi, đẩy đường này đúng là ngon cơm rồi. Đây rồi, có anh bùa xanh. Có cái bùa xanh của anh Zilak anh em ạ. Ok. Đang tới. Đó, ăn full cung nhá. Nào, bắn con dầm này thôi. Chịu chấp nhận anh đập thôi anh em ạ. Có thằng nào đỡ hộ đâu. Rồi. Ây à, có này. Ok, không trích được kìa. Ok, giờ mình cần lên cái thánh kiếm đã. Tí mình lên full 4 cái cung sau anh em ạ. Đấy, được chưa? Ok, phế bật một tí. Okay, let's go, get go. Ui, nó chạy kìa. Con này nó cơ động, con cờ rích nắp nó hơi cơ động anh em ạ. Nó hơi cơ động, nó hơi thôi. Đấy, thế nào mà giao tranh tổng đầm chứ. Vào đây. Vào đây. Ngoan, tuổi.
tuổi. Úi trời, bắt đầu sấy đau rồi, có cái diệt thần cung của khác này mà. Khác bọt ngay. Nhờ hai giờ tê mất dạy. Hai giờ tê tôi. Chú ý trụ. An ally has been defeated. Hồ xanh bên địch chưa xuất hiện. Hay à, chúng à. Sao, qua đây dọn lính rồi. Bắt đầu có trí mạng rồi, không phải lo nha bạn. Đấy, lên trí mạng là ngon cơm ngay. 1-2-2 à, ok. Giờ này, quả này đi xin vĩnh biệt cũ đi chứ còn gì nữa. Ok, ok. Mình đang có mùi hiệu quan trọng. Rồi, cần thiết thì mình sẽ có thể lúc đây và có chỗ bọn kia này. Rồi. Bye, bye, bye. Quá ghê gớm. Ui giời, tuổi ngay 600. Chú ý sắp đang tới. Tấn công rồng. Mình chưa đủ ấy. À, em xin lỗi đại ca. Tấn công tướng. Xin lỗi đại ca. Nhợt, mày láo với tao mày. Tao xiên chết rồi. Dầu thằng dây con. Xinh. Bây giờ không đủ đam. Chưa đủ đam gì mà. An enemy has been defeated. Đấy, em thấy giáo ăn pop pop của mình có hơi nhiễm không? Quá là ghê gớm luôn. Florentino luôn. Đấy, lên cung tà ma anh em nhé. Còn lên cung tà ma này. Để tí mình còn phải lên cái cung giảm chống đỡ đòn á. Ai dạ, con Tara. Anh em đừng phá trụ luôn. Qua phang con Tara này. Con Tara mất dạy. Đẩy lẻ team anh à. Không mẹ ơi. Mẹ thôi thắng rồi. À thơm tí nữa đã phá trụ thắng. Đây rồi. Con này láo à. Đừng đùa Vinny ra rùa nghe chưa. Đừng đùa Vinny ra rùa. Xinh xinh. Ơi trời. Quá là điều em chờ luôn. Xin con cáo đích nắc cái tuổi. Đào lao vào đây. Anh cuối game rồi. Lết game rồi thì team bạn chỉ là cái trẻ rách thôi. Ui rồi nhắm mà zoom. Ui rồi. Anh cáo đích nắc. Em xin lỗi. Anh nga thút kiếm như ngỡ. Ok. Anh nga thút kiếm như anh cân hội em cái. Đúng rồi. Quá ghê gớm. Vào đây anh nga thút kiếm như. Ui anh em thút kiếm nhựa không được con ai giao quốc yếu quá không sao tăng em chưa phải đi nữa mình sao ăn bóp bóp dùng idol TikTok dòm phun cung đi rừng rất là thú vị. Ok mình chỉ cần 1040 nữa là đủ rồi, sau đó mình sẽ lên cái cung này đi cung khác đỡ đòn này. Xin vĩnh biệt cụ đi này, chúng ta sẽ đi bắn cờ đi nắp này. Ít rồi ít. Thôi để anh xin cái này. Tập hợp hai. Ôi. Hay rồi, hay con chi. Rồi. Chỉ đi dọn lính đường này nên bạn tìm để xảy ra xong. Rồi thôi đi anh xảy ra đi nha bạn. Ai à xảy ra gần chết rồi. Xin cái danh hiệu nhá. Đấy. Xin cái danh hiệu nha bạn. Rồi, con này thả con rồng ra nữa cho nó căng anh em nhỉ. Tấn công tướng địch. Ai da. Đâu rồi? Đấy, cung đâu rồi? Đây. Sản đồ đâu? Thả thêm con rồng ra đi cho nó căng này. Láo này. Ui giời, Alan chiến chết luôn rồi. Giống như nào chứ, Alan chiến chết kìa. Thôi, thắng rồi đấy mà. Đấy, anh đâu? Sao ăn bóc bóc của mình nó sẽ tăng uy tín. Đấy, vừa nhanh, vừa khỏe, vừa mạnh. Quá là điều bình thường luôn. Em xem nhá, mình lại không MVP nữa đi. Trời ơi. Dễ nhá. Ok, dễ. Nào, nhanh lên. Mình không MVP nữa thì thôi. Đây, trời ơi. Ui, giời ơi. Thấy chưa, cái giáo án đây. Giáo án top của mình đây. Quá ghê gớm. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Ok, let's go. Ban nhau khinh thường anh à, 8Q37 nhá. Trời ơi, ban nhau tù ngay. Làm tóc to đấy. Ok. Lan thì vẫn còn nên mình sẽ chuyển qua thao trường để mình thử. Đây. Mình sẽ chọn anh Zom. Đâu anh Zom đâu? Đây, anh Zom đây. The sky is my bow. Athut đi. Athut kiếm nhựa đây cho nó trâu này. Đây, Athut kiếm nhựa đây. Chiến tranh. Ờ, chết chở rồi, mình không mang đồ đi rừng rồi. Thôi kệ đi. Ok, nói chung thì cái đồ đi rừng đấy nó chỉ hồi máu thôi nên cũng không quan trọng lắm anh em ạ. Đồ đi rừng nó chỉ hồi máu thôi, mình sẽ test thử đam của nó em ạ. Đấy, test thử đam nhá. Xem đam liệu có hơn đồ mặc định không. Rất là uy lực đó các bạn. Đấy, cái giáo án của mình rất là uy lực đó.
Bridally. Ok. Cảm giác giấy sấy son John Fe một lần nào đó đã quay trở lại nhá. Ok. Mình muốn thử xem là liệu Athut đợi cho nó tự lên phun đồ phát. Phun đồ đi anh bạn à, đúng rồi. Rồi anh Athut cuối cùng thì cũng lên phun đồ rồi. Tắt dính đi. Nào, chúng ta nâng cấp cho anh Athut để xem nào. Một combo liệu có chết được anh Athut không nhỉ? Một phát này. Bắn thường này. Đấy, bắn cái này này. Bắn thường kia này. Bắn cái này này. Bắn thường kia này. Ok, nói chung chỉ hết được 3 cây của anh Athut. Nói chung chỉ là như thế. Lần này mình rất muốn thử xem liệu mình đang mất máu đúng không. Mình bật cái này mình bắn nội tại thì có cũng hồi được máu nhưng mà không hồi được nhiều lắm. Ok, nói chung thì là như thế. Build đồ này là build đồ có bảo tàng 100% uy tín em ạ. Ok, tiếp theo là build đồ mà mọi người hay dùng. Đây, mọi người hay dùng đây. Build đồ này Fornia nhá. Bỏ cái xong đau quá tap đi lên cái này. Nhớ mọi người hay lên kiểu này. Cái này thì lên kêu xin phá rồi. Uầy, nói chung thì như thế này. Rồi anh em bắn một phát đây này. Đây nha. Bắn sấy này. Ok được rồi. Bắn đi phân nữa này. Sấy này. Wow, view đồ anh em hay dùng khỏe hơn view đồ của mình chứ. Nhưng view đồ của mình là view đồ đi rừng là uy tín luôn. Ok ok ok, let's go. Thì các bạn có thể áp dụng cái view đồ của mình. Đây, cái view đồ này này. Thì các bạn có thể áp dụng cái view đồ này của mình nhá. Đấy, và thay vì là chọn mấy cái cung kia thì các bạn có thể thay vì chọn cái này thì các bạn có thể lên cái này này, cái thủ này. Các bạn có thể lên cái này để tăng ấy này. Không thì các bạn không thích thì các bạn hãy lên nhanh phân kia nhá. Lên nhanh phân kia bắn cho nó đau. Đây. Nhanh phân kia bắn cho nó đau rồi sau đó anh em lên cho mình một cái thủ nhá. Thủ là anh em lên cái hình yoga này. Đấy, nó sẽ giúp anh em bắn làm cho nó làm chậm. Đây, mình cho anh em xem nhá. Và đây là trận solo giữa Zom nhiều cung và Athut. Rất là ghê gớm luôn, quá ghê gớm. Ui Athut, ui ui anh Athut, ui. Không thì quá thích chọn con nào tầm xa cũng được. Nhơn anh Athut cây kiếm nhựa thì tuổi. Tuổi ngay. Ui, khỏe quá anh em ạ. Tự mình thấy mình thật là đẹp trai. Đẹp trai. Các bạn cứ thích lên cái này, các bạn có thể lên cái nào nhá. Nói chung thì tùy anh em. Rồi, các bạn có thể thay cái cung đà ma một cái này nhưng mà nghĩ là anh em nên thay một cái kia thôi. Đây nha, được rồi. Đấy, em chưa? Tác dụng của việc làm chậm đấy. Làm chậm nó sẽ khiến cho kẻ địch bị chậm lại anh em ạ. Thì cái điều này ai cũng biết mà. Nhưng mà thực ra thì làm chậm này không có tác dụng lắm đâu. Nó chỉ được cái bảo vệ chứ. Mình nghĩ anh em vẫn lên thủ thì tốt hơn. Đây, lên thủ cho anh em xem nhé. Nó lao vào đúng không? Bắn nhá. Vào đây. Nó lao vào phát anh em bật chiêu 2 lên này. Ấy à. Chết mất chạy vậy. À nếu như mà ấy thì các bạn bắn cái cung đi. Bắn cái này ra cho nó bật ra. Rồi bật cái này lên. Đấy, xin cái tuổi luôn. Đây, cho nó lấy cây này. Đấy, được chưa? Bật chiêu 2 ra, đẩy ra này. Đây, đấy, ghê gớm chưa? Ui, à, chết, tăng vật bất tử. Ôi, nhưng mà thôi, chắc clip của mình này kết thúc khoảng 2 phút nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.